Nexus. Ok, let's enjoy Belfast on dream. Vasu cũng chơi deck đấy nhưng mà similar quay lại 2.6 thôi ông. Ừ, đúng chuẩn. Khoan, nó có Mighty Mai, nó có Earthquake thì bắn X-Bow bắn đến sáng mai. Hello guy, how are you today? It's a long time no see. Oh. No way, that... this the next shot is using rockets. Yeah, rocket at your pin. Let's go. Okay, 5-4. Okay, good. Okay, the one key here, X-Bow, damn! Where Tesla? You need Tesla right now, yes! We stop to just... good! And I get one shot. Tí nữa mình sẽ bật nhạc tí nhỉ? So let me turn on the music. Music tí nhỉ? Music. Nay mình vừa chơi vừa đánh vừa làm ở trên công ty xong mình vừa phút ladder cũng lên được cao phết đấy, lên được gần được top 2 Việt Nam, sau đấy là mình sẽ lại bị tụt. Tuy nhiên thì đúng là mùa này không biết ngày hôm nay nó hên hay là mùa này cái tỷ lệ bắt cặp nó đã phức rồi, thì mình thấy là deck của mình gặp khá nhiều deck khá dễ đánh. Khó đánh thì gặp một vài thôi, không nhiều. Ví dụ như kiểu là sau 2 trận win thì 2 trận dễ thì mình sẽ gặp một trận khó. Nói chung là mình vẫn lời. Không biết là mọi người cái cảm thấy là cái tỷ lệ bắt cặp trận đấu vào mùa này thế nào. Thằng Clan này em đang tốt một Việt Nam, thì tốt một Việt Nam thì đang khá thấp, 7k4. Thì là nếu mà ngày hôm nay anh bánh try hard lên được thì đây tốt một được. Với mùa này bài cấp 7 không khó. Tại vì hiện tại các bạn biết là top cao họ cũng chỉ có 7k, 8k3, 8k2 là 8k3 là cùng. Vì vậy là bảo là mình để lên được 7k7 thì hơi khó. Thông thường với lại cái khoảng cách của mình với top 1 ấy, thường nó sẽ cách nhau độ khoảng được 1.500 rank. Những cái mùa mà mình gọi là mình đánh nó bon bon ấy, thì thường là cách nhau 1.000. Cách nhau 1.500. Wow, it's X-Bow. So X-Bow will the best card win for sure. Hey guys, don't forget to draw the line. Thank you so much. Hi. You gotta break my heart. You gotta break my heart. Be careful, Trado. Damn. Oh, damage! That's crazy! Cái hai cái bầu để cắm được quả trụ tự nhiên này. Bầu kia đâu có ăn được. Yeah! Ok. Let's go! The last fireball. Now he needs to fireball. Đấy, họ build ra để trị một vài cái deck meta hiện tại nên là rất là hot. Anh em nghe rõ nhỉ? Nên là thời điểm hiện tại cái deck này khá là hot, khá là rất nhiều phổ biến ở trên ladder. Ok, let's check Belfast thôi. Oh my god, really? So fucking Belfast also crazy. I'm
Palm Beach chơi lâu rồi, Palm Beach kiểu là đánh chơi đánh không có giải đấu, đánh chán thấy mẹ. Anh chơi từ COC sang lúc đấy cảm thấy COC cày cuốc hơn nhiều. Thực ra COC anh thấy có một cái điểm nó không hay, đó là cái việc mà nó hồi what the fuck the minor aspect là cái đó là cái điểm là sau một trận đấu các bạn mang quân đi, cho dù là có đánh hay không vẫn còn bao nhiêu quân thì các bạn cũng phải reset lại và xin lại quân lại bình từ đầu. Đó là một cái mình không thích, nên là thôi mình sau đây mình nghỉ. Vừa chắc 2 phút trước bạn hai sao cổ à? Ui giời ơi, snip rồi đấy. Snip rồi. Đúng rồi, thực ra cộng đồng của họ nó lâu, nó tồn tại lâu lắm rồi. Ví dụ nhá, các bạn chỉ cần nhá. Ngày thì xưa ví dụ nhá, độ khoảng 200.000 người đi, thì bây giờ nó chỉ cần độ khoảng 1% thôi. 1% của 200.000 người là bao nhiêu? Tầm 2.000 người. 2.000 người là quá nhiều. Trong khi các bạn cứ Clarion bây giờ hiện tại có bao nhiêu, ít quá. Không, quân không đánh thì nó vẫn còn, nhưng mà quân đánh ấy, tức là thả đã đánh rồi thì mất quân đúng không? Đó là cái điểm anh không thích. Là phải xin lại từ đầu mà đợi nó lâu ấy. Không biết là nó có rút ngắn thời gian trong cái update sau này không, nhưng mà hồi trước anh nhớ là cứ tất cả mang quân đi đánh còn dư lại bao nhiêu là cũng phải mất hết. Không sao, không giống kiểu là còn quân vẫn còn tồn tại sau trận đấu ấy. Oh my god, the double miner. đúng. Hôm mình có kể cho mình kể cho bạn một cái kỷ niệm mình bán một cái con iPad cho một ông. Nhưng mà sau đấy là cái kèo đấy cũng không, ông ấy không mua iPad của mình. Ông kỳ kèo với cả. Đó là mình bán con iPad Pro 2018 cho một cái ông ở bảo là ông ấy là ở bên Úc. Ngày xưa ông chơi rất nhiều COC và trong cái arc của đúng là trong cái arc của ông ấy có rất nhiều cái arc COC luôn, kinh khủng. Cái arc COC của ông ta nó khoảng mười mấy cái. Lúc mà ông nó show cho mình xem vãi. À đúng rồi, hồi trước là mất Ellie à, đối tác đúng không? Nói chung là sau cái thời điểm đấy là damage double miner. Ok, it's time to cycle 5-1. Good. Good idea. Faster. Oh, we need lock. Okay, the 5-1 is locked. Good. Last lock, 5-1 coming. Congratulations, Belfast. Wow, amazing. The last 5-1 coming. Good. I try to reach. And the last 5-1. Accel bây giờ bán được hơn giá hơn à? Magic Archer nó phải gặp những cái ui, bên phát in game. Let's go. I can say online same. Oh my god. Macarius and Belfast. I watched Belfast so many times. Maybe the Macarius, but the almost matchup Belfast wins. This meta fireball not too good. It's better. I think the science get on top. Yeah, I understand. You actually after they nap Electro Zion and Golden Knight, so that's so now the percent of play people using the lightning Electro Zion review too much. Yeah, you say right. Sometimes the Macarius win by waiting sloppy. Exactly. But the almost I saw matchup between them and Belfast win all time. Almost time. Oh my god, that. By the way, always respect Macarius and Belfast's signature player. I missed Vibon. A little bit. Mùa này Arsenal đá cháy là anh em nhỉ? Phê chứ.
Arsenal có Gabriel Jesus cũng ở lên có một luồng gió mới đang dẫn đầu bảng hạng Anh. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa đem được mấy lượt thắng mấy vòng đầu luôn, ta còn nhiều vòng lắm, 30 giờ. Who is the best you are saying? Actually, I'm better than saying. Don't be very low ranking. I know. He always make video, make content for the mid ladder player, and I always make video about the high ladder. I don't know why he got the high viewer on this channel. Mọi người lép với lại Salah đi vào lòng đất. Mane đi ông hàng chập chủ. Già thấy mấy vòng đầu thì chúng ta cũng chưa nên nói được điều gì. Tuy nhiên thì phong độ cứ kiểu bập bập. Đánh thể hiện từ cái tính năng kinh khủng tốt, luôn luôn làm cho tốt. Nên là lý do tại sao mà kênh của anh ta hiện tại lên hơn 100 cao sấp rồi đấy. Còn nhanh hơn cả Ian nữa. Giống như kiểu Mohamed Salah rồi. Anh ta những cái năm mà 2020 hay 2021 ấy là năm thuộc về Mohamed Salah. Anh ta quá kinh khủng. Xem hắn nói chuyện hài phết. Hài là một cái mà để xem, để nhiều người xem. How's the best part losing? Not sure. No, it's respawn without the three musketeer. I know this deck. So okay, double this. Big bow shot to boom. Oh, come on, man, we need this lap. Congratulations, that fast. It's fighting game. Oh, Indonesia. Oh, Andre Toes. So both my friends. Both player, my friends. Oh, I got a Gunhi. Gabo. I don't remember. But I asked him long time.
Bomber? No, I don't think the bomber actually beat. Real. Lock. Perfect. They have experience about how to. So many experience defense real with Lock and ICP Risk. This is perfectly timing. Yes, I know JTB, the big streamer, big YouTuber from Indonesia. I know him. And, he is a player from the Shoutori Gaming. How can I get the fan link? My fan link or top player fan link? Wow, really good defense. My link up. Sorry, I cannot record. I keep my link on the app to bladder player. If you are you were low ranking, so sorry about that. You know my heart, my main heart. Sorry, I don't know you. Can you tell me you are here? You are here? Hey, I flipped it real effect. Because I got có mùa này live chứ hôm đấy vào ngày bao nhiêu nhỉ, vào ngày 1/3 hoặc là 14/5. Oh my god, spam. Shot him! Oh my god! Oh my god! Oh my gosh! Hay quá! Congratulations! Good job. I can't believe it, he won. This is amazing in the last Igbo. Crazy. Let's go, top one.